Nông nghiệp là một trong nhiều lĩnh vực hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Thái Bình những năm qua. Nhiều giống mới, các biện pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến từ quê hương Nam Tấn được chuyển giao thành công, đang góp phần làm nên những mùa vàng trên đồng đất Lào Cai. Trong thử nghiệm giống ngô lai đường TBM18 là một trong hàng chục mô hình về giống mới được công ty giống Thái Bình khảo nghiệm tại huyện Văn Bàn. Vụ đông vừa rồi, giống ngô nếp mới này cho bắp to, hạt đều, nông dân bán được giá cao, bổ sung nguồn thu nhập khá từ làm vụ 3 trên đất 2 vụ lúa. Giống này rất dẻo, to, tươi thì cũng được đắt. Giờ bắp to như thế này, gửi đi 800 bắp rồi. Với trên 70% cư dân sinh sống ở khu vực nông thôn, nông dân Lào Cai gắn liền với sản xuất lúa nước. Những giống lúa mới từ quê hương Nam Tấn được hàng nghìn hộ dân của tỉnh đón nhận, cho thấy tính ưu việt phù hợp với năng lực sản xuất của bà con. Điển hình như giống lúa BC15, TBR225, Bắc Thơm, trong đó nhiều diện tích đang được các địa phương hướng đến liên kết sản xuất. Lúa Thái Bình thì làm thì cũng phải vất quá, thì năng suất cũng ngon, hạt nó cũng rồng rồng gạo lắm, ngon. BC15 cũng ngon cơm mà. Cái 2 năm BC15 xong bây giờ mới thấy cái giống mới này. Hiện thực hóa tinh thần hợp tác lãnh đạo hai tỉnh Thái Bình và Lào Cai thì chúng tôi đã chuyển giao cái tiến bộ khoa học kỹ thuật thông qua những cái mô hình, mong rằng là cái sự chuyển giao đó sẽ bà con sẽ lĩnh hội được để nâng cao cái hiệu quả sản xuất. Trong chương trình hợp tác, các giống cây trồng mới cho năng suất cao, chất lượng khá đã được ngành nông nghiệp Thái Bình đưa lên Lào Cai, góp phần giúp tỉnh vùng cao như Lào Cai đạt được hơn 330.000 tấn lương thực có hạt trên năm, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Trong cái giai đoạn tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục được hợp tác với Tổng Công ty Giống Thái Bình, thế và tiếp tục được thực hiện các cái chuyển giao khoa học kỹ thuật về các cái giống cây trồng chất lượng cao. Lào Cai, nơi dòng nước sông Hồng bắt đầu chảy vào cương thổ Việt Nam. Thái Bình, nơi khép lại hành trình của dòng sông để hòa vào biển lớn. Quan hệ hợp tác Lào Cai-Thái Bình không chỉ là câu chuyện giữa hai tỉnh, không chỉ có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của mỗi địa phương, mà còn tác động đến sự phát triển của vùng, liên vùng, mà trực tiếp nhất chính là sự phát triển thịnh vượng của các tỉnh nằm trên hành lang kinh tế sông Hồng.